anh lo, mà ngược lại là kế hoạch về cái ngày giờ phát hành MV. Thật ra lúc nãy là khi mà bước đầu bước chân vào rạp này thì mình mới nghe tin đó. Sau mình mới nghe tin đó thật ra thì mình cũng hơi bàng hoàng một tí xíu, tại vì anh Chí Tài mình cũng đã từng cộng tác một vài lần trong những cái show á, và thực ra cái sự ra đi của anh nó hơi bàng hoàng. Thật sự là đến giờ nãy giờ mình cũng đang hơi bần thần một tí xíu về cái thông tin đó. Thì chắc là mình với ekip cũng sẽ, sau cái buổi họp báo hôm nay, mình với ekip cũng sẽ phải ngồi lại với nhau một tí xíu để mà đưa ra những cái phương án mà nó phù hợp và nó tốt nhất cho cái sản phẩm lần này. Và cá nhân mình thì chắc mình nghĩ là chắc là mình cũng phải sắp xếp thời gian để đến viếng anh Chí Tài, tại vì mình với anh Chí Tài cũng có biết nhau và cũng đã từng quay một vài show với nhau rồi, và sự ra đi của anh là mình cũng đang hoàn toàn hoàn từ nãy giờ. Thật ra hôm nay là ngày rất là trọng đại, rất là vui mình, nhưng mà đó là một cái nét trầm từ nãy giờ mình, nó khiến cho mình cũng không thoải mái cho lắm cái ngày hôm nay của mình. Thì mình cũng chưa biết được là câu chuyện nó sẽ đi đến đâu, tại vì chắc là một chút xíu nữa sau cái buổi họp báo này kết thúc thì mình và ekip phải ngồi với nhau một tí, thì sự quyết định thì sau đó mình mới thông báo được.